Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng nắm bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda CRV bản G. Nó là sao? giữa giữa bản L và bản E anh em nhé Vậy thì chiếc xe Honda CRV bản G này khi mà sang cuối tháng 5 này đang có chương trình khuyến mại như thế nào thì phép giới thiệu cho em cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em. Bởi vì kênh xe hai thứ giàu của em sẽ chuyên về giá xe, tổng nón bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép đi vào vấn chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 048 triệu ạ Sang cuối tháng năm này thì đại lý chúng em đang bán cho anh em với giá đang là 1 tỷ 018 triệu đồng nha Tức là giảm giá cho anh em là 30 triệu tiền mặt đấy ạ Vậy thì chiếc xe Honda CRV bản G này là máy nổi đang là 1 tỷ 103 triệu ạ. Còn trả góp thì đang là 301 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 075 triệu. Trả góp thì đang là 272 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 093 triệu. Trả góp thì đang là 209 triệu ạ có nên mua giá tốt hơn hay khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao chi thêm máy như nào thì anh em có điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá cũng đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá ok tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe honda crv bản g ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m623 rộng là 1m855 còn cao là 1m679 ạ còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m660 Còn khoảng sáng cầm xe Chiếc xe này đang là 19,8cm ạ Chiếc xe này rất là dài, rộng và cao anh em nhé Tiếp theo giới thiệu cho em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe này thiết kế nhìn rất là góc cạnh thể thao Về mặt lưới cá lăng của này Chiếc xe này vẫn sử dụng ngôn ngữ của Honda Và có thanh nhập chrome rất là to bản Giúp cho phần đầu xe của chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn, dài xe hơn, to xe hơn và sang trọng hơn đấy ạ. Đó, về còn về phần mặt cản trước của chiếc xe này nó thiết kế lồi ra cảm giác của chiếc xe là cảm giác nó rất là góc cạnh thể thao và mạnh mẽ anh em nhé về tổng quan về phần đầu xe của chiếc xe Honda CRV bản G này thì nó cũng được thiết kế cảm giác nó rất là góc cạnh thể thao và lịch lãm ạ tiếp theo giới thiệu cho trong về phần cụm đèn ạ cụm đèn phía trước của chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn LED nhá đèn full LED cho cả đèn cốt đấy, đèn pha đấy ạ Đó. nó sẽ chạy từ phần sườn xe đến phần đầu xe tạo ra cho phần cụm đèn của chiếc xe này nó có sự nổi bật và lối liệt với hai cụm đèn đó chính là thanh nhập chrome rất là dài tạo ra cho phần đầu xe nó được cảm giác chiếc xe nó rộng hơn ạ đó. Ok tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần đèn gầm ạ đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhá và lối có thanh đẹp chrome rất là dài tạo ra cho phần đầu xe của chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ Ok tiếp theo giới thiệu cho anh sang phần uh, sườn xe Phần sườn xe của chiếc xe Honda CRV bản G này thì nó được dập đổi rất là nhiều Tạo ra chiếc xe nhìn trông rất là cứng cáp chắc chắn ạ Tiếp theo giới thiệu cho về phần bánh xe Chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm Vành 18 inch ạ Vành 18 inch cho cả 3 phiên bản luôn nha Các tính an toàn như phanh ABS này Phân bố đúc phanh điện tử LD Hỗ trợ phanh cần cấp BA Và rất nhiều tính toàn ở đây ạ Tiếp theo giới thiệu cho về phần gương chiếu hậu ạ Gương chiếu hậu của chiếc xe này nó sẽ là cùng màu thân xe. Thích nhập trên đấy xe là nó có xi nha trên gương bằng đèn LED ạ. Và ngoài ra thì chiếc xe này có phần camera camera góc luôn nhỉ? Đó, nên là anh em khi mà là vào chuồng lùi xe thì rất là yên tâm, nó là có camera góc rồi đấy ạ. Về phần sườn xe của chiếc xe này nó sẽ là phần chân kính trên và chân kính dưới có thanh nẹp chrome nhá. Tạo ra phần sườn xe của chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn, sang trọng hơn và lịch lãm hơn ạ. Còn đây giới thiệu cho em về phần tay lắm cửa Tay lắm cửa của chiếc xe này sẽ là cùng màu thân xe Cùng màu thân xe luôn nha Cho cả bốn cánh cửa đấy ạ Về phần phía phía dưới này Chiếc xe này nó sẽ được có, có thanh nhập chrome Khá là sáng bóng Cũng khá là nhỏ thôi, nó không phải quá to bản đâu ạ Nhưng mà tạo cho điểm nhấn của chiếc xe Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho em sang phần đuôi xe ạ Đây Phần đuôi xe của chiếc xe Honda CRV bản G này của chiếc xe này nó cũng được dầm lổ rất là nhiều tạo ra cho phần đuôi xe của chiếc xe nó được uh, thiết kế nhìn rất là góc cạnh thể thao ạ về phần trần xe nó sẽ là có anten vây cá nhá nó có anten vây cá đấy ạ đó, đó. nhìn sang thêm vây cá thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn còn đây là về phần uh, đèn báo phanh trên cao đấy ạ giúp cho chiếc xe an toàn hơn đấy ạ còn uh, chiếc xe này nó sẽ là có cụm đèn cụm đèn phần đuôi xe của chiếc xe này nó sử dụng là đèn led nhá đó, nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe và lối lên lối lên trên với cả trên lóc xe luôn ạ mình và lối lên mạch với hai cụm đèn có thanh nhập chrome rất là to bản tạo ra cho phần uh, sườn xe của chiếc phần đuôi xe của chiếc xe này nó được uh, mang thần uh, tinh tế hơn và sang trọng hơn ạ. có về phần cản sau của chiếc xe này thì nó chiếc xe này nó rất là tiếc nó sẽ không có cảm biến lùi nhá nó sử dụng là uh, camera camera quay ba góc đấy ạ, đấy, có ba góc quay luôn em nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần à, mức tiêu nhiên liệu ạ. Đây. Giới thiệu cho anh em về mức tiêu nhiên liệu ạ. Ở trong đô thị thì đang là 8 lít 9 ạ. Ngoài đô thị đang là 5 lít 7. Kết hợp trung bình đang là 6 lít 9 đấy ạ. Chiếc xe này rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe động cơ 1.5 nha. Tiếp theo giới thiệu về cho anh em về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe Honda CRV bản G này nó sử dụng nội thất màu màu đen ạ và điểm nhấn nó là à, à, vân gỗ nhá Đấy, à, ghế là ghế được bọc da. Bọc ra đấy ạ ngồi rất ôm ghế và uh, sờ rất mềm mại ạ và ghế được xét là chỉnh điện đấy ạ ghế chỉnh điện luôn nha ghế chỉnh điện 10 hướng đấy ạ có đây về bên, bên cánh cửa này nó sẽ là khóa cửa chốt kính lên xung kính cho bốn cánh cửa cục gương tự động anh em nha đó uh, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang bên hàng ghế thứ hai ạ hàng ghế thứ hai của chiếc xe Honda CRV bản G này nó giống như hàng ghế đầu tiên ghế màu đen bọc da hàng ghế thứ hai có thể gặp được 60 40 ạ Hàng ghế thứ hai thích hợp thêm nó có, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai nhá. Tiếp theo giới thiệu cho cho anh em về hàng ghế đầu tiên ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng. Vô lăng của chiếc xe này cho là vô lăng 3 chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. thích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại rảnh tay, điều chỉnh âm lượng. Đó, và chiếc xe này có cả cruise control, đó chính là ga tự động nha. Tiếp theo giới thiệu cho về phần màn hình giải trí ạ. Chiếc xe này sẽ là màn hình cảm ứng 7 inch, có công nghệ như sau nó có đàm thoại rảnh tay này. À, quay số bằng giọng nói ạ. À. Kết nối uh, web, wifi, kết nối uh, bluetooth, usb, aux nghe đài fm am ạ. À. Còn đây giới thiệu cho em về phần hộp số ạ. Hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự tự động uh, vô cấp em nhá, hộp số vô cấp đây ạ. À. Và nó phanh tay là phanh điện. Đó, phanh tay là phanh phanh điện luôn đấy ạ. À. Và cần số nó sử dụng là cần số thẳng nhá. Còn phần phía dưới này, đó chính là xe nào có các cổ, cổng cổng sạc điện thoại này. cổng sạc điện thoại cổng usb này hộp tựa tay trung tâm thì chiếc xe này thì rất là to bản được bọc da đấy ạ. Ok tiếp theo sang phần động cơ giới thiệu cho em về động cơ của chiếc xe Honda CRV bản bản G ạ. Em phép giới thiệu cho em ạ. Đầu giới thiệu cho em về phần động cơ nhé. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 1.5 4 xi lanh thẳng hàng 16 van và với công suất cực đại nó đang là 188 mã lực trên cho 5.600 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 240 Nm trên cho 5.000 vòng trên phút ạ. Còn dung tích bình nhiên liệu nó đang là 57 lít nhá Đó. Và chiếc xe này nó là full xăng điện tử đấy ạ. Còn đây sẽ quay cho về chi tiết hơn ạ. Cái màu xanh này đó chính là nước rực kính nhá phần phía dưới nó sẽ là nước làm mát đấy ạ. Đó. Đây, nước, uh, còn đây là động cơ. Là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng. Cổ hút thì để lên rất là cao rồi đấy ạ. Đấy, AQUI quy thì nó sử dụng là khô nhá, rất là to. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh đấy ạ. còn cái màu đen này đó chính là hộp uh, cầu chì nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, tổng thể và những tính năng an toàn của chiếc xe Honda CRV bản G ạ. Đây giới thiệu cho em về phần uh, tổng thể, về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho em rồi. Tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng an toàn ạ. Tính năng an toàn của chiếc xe Honda CRV bản G này có rất nhiều tính an toàn cho em nhá, có hệ thống an toàn tiên tiến sensing, gồm có như sau, có hệ thống là phanh giảm uh, giảm thiểu khi va chạm này ạ, đèn báo phanh uh, đèn pha thích ứng này ạ, uh, hệ thống uh, kiểm soát uh, uh, kiểm soát hành trình, à, và ngoài ra là giảm uh, giảm thiểu lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường thì uh, ạ, ngoài ra chiếc xe này nó sử dụng đó chính là camera camera hỗ trợ quan sát làn đường ạ, uh. hệ thống cảnh báo chống buồn ngủ ạ rất là rất là ưu việt đấy ạ hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động ạ hệ thống cân bằng điện tử xe hệ thống kiểm soát được kéo hệ thống phanh ABS phân bố được phanh điện tử EBD hỗ trợ phanh khẩn cấp BA hỗ trợ khởi nhàng dốc đèn báo phanh khẩn cấp chiếc xe này sử dụng là camera lùi ba góc ạ và chiếc xe này nó không rất tiếc nó không sử dụng camera lùi cảm biến lùi em nhỉ ngoài ra nó ra là có chức chức năng khóa cửa tự động đấy ạ Ngoài về nữa đó chính là có túi khí thì bà này nó sử dụng là hai uh, túi khí nhé Rất là tiếc chiếc xe này chỉ dùng là sử dụng hai túi khí thôi ạ. Và chiếc xe này thì nó có móc an toàn cho em ISOFIX ạ. Về màu sắc xe thì chiếc xe này có rất nhiều màu cho người chọn đấy ạ. Như là màu trắng ạ, màu bạc, màu titan, màu đỏ, màu xanh xanh đậm và màu đen và màu đen ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Honda CRV bản G này rất là chi tiết cụ thể rồi. Và thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì em thì mình đăng ký kênh em nha. Bởi vì kênh xe thế giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.